Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tổng hợp chiều thứ 5 ngày 10 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Hạ Long, phát trên sóng FM tần số 89,7 MHz. Chương trình được phát lại vào 6 giờ 30 phút sáng thứ 6 ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Xã Hòa Bình đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trường tiểu học Bãi Cháy, 30 năm chắp cánh những ước mơ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề để thảo luận, bàn và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua và thảo luận các nội dung quan trọng về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, việc điều chỉnh bổ sung lần 4 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Hạ Long, điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2022, phương án sử dụng kết dư ngân sách, phân bổ nguồn tăng thu, tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021 chuyển sang danh mục đầu tư xây dựng cơ bản các công trình theo nghị quyết 21 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, các phường đăng ký thực hiện năm 2023, danh mục chủ trương đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, các xã đăng ký thực hiện năm 2023. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và quyết nghị đồng thuận 100% đối với 8 nghị quyết quan trọng. Đây đều là những vấn đề cấp thiết, trực tiếp liên quan đến quá trình phát triển của thành phố, đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong thực tiễn, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Để các quyết sách của Hội đồng Nhân dân thành phố sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bao quát toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, khắc phục có hiệu quả các yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư công, quản lý dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả chi ngân sách địa phương và cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công làm căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022. Sáng ngày 10 tháng 11, thành phố Hạ Long long trọng tổ chức hưởng ứng lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo buổi lễ. Với chủ đề năm 2022, đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Mục tiêu nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên phạm vi toàn thành phố. Phát động phong trào thi đua, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em thành phố, yêu cầu để tháng hành động gắn với hình thức phù hợp, để tiếp tục truyền tải thông điệp truyền thông của tháng hành động trên các hệ thống thông tin của thành phố. Cùng với đó, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa triển khai tháng hành động, có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, có hoàn cảnh khó khăn, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em theo quy định của pháp luật. Ngay sau lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký cam kết quyết tâm hưởng ứng đẩy mạnh các phong trào hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, nhiều xã của thành phố Hạ Long đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận tại xã Hòa Bình. Là xã vùng cao, điều kiện canh tác nông nghiệp không thuận lợi, nên vụ thu đông hầu hết các chân ruộng ở xã Hòa Bình thường bị bỏ không, chỉ một số ít diện tích trồng ngô và rau, chủ yếu phục vụ nhu cầu của chính người dân trong xã. Tuy nhiên, từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân và Hội Nông dân xã đã tuyên truyền khuyến khích một số hộ dân liên kết với Hợp tác xã Nông dược Hòa Bình, triển khai thí điểm mô hình trồng bí xanh.
xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc bí cho các hộ tham gia mô hình. Sau năm đầu trồng thử nghiệm, cây bí xanh đã chứng tỏ thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây. Vì vậy, năm 2022 đã có 24 hộ dân trên địa bàn xã tham gia mô hình với tổng diện tích trồng khoảng 3,5 ha, tăng 17 hộ và 2,5 ha so với năm trước. Tổng sản lượng thu hoạch hai vụ ước đạt 117 tấn. Sau khi trừ chi phí, thu về khoảng 600 triệu đồng, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trồng lúa và ngô. Sản phẩm đến kỳ thu hoạch đều được xã liên kết với các đơn vị doanh nghiệp đến tận ruộng thu mua khiến bà con rất phấn khởi. Bụng đói đói rồi, ăn gì ta? Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, có thêm hương vị mới. Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chanh, Coreno cha 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 cha. Chai mì dai ngon, ngụy cùng sốt tương đen đậm đà. Coreno cha chanh, mì trộn tương đen, thử ngay thôi. Bụng đói đói rồi, ăn gì ta? Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, có thêm hương vị mới. Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, Coreno cha chanh, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chanh, Coreno cha 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 cha. Chai mì dai ngon, ngụy cùng sốt tương đen đậm đà. Coreno cha chanh, mì trộn tương đen, thử ngay thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Hạ Long phát trên sóng FM tần số 89,7 MHz. Chương trình do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Hạ Long thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Phạm Tống, tổ chức sản xuất Nguyễn Thị Thanh, biên tập chương trình Mỹ Hạnh, phát thanh viên Mỹ Hạnh, kỹ thuật sản xuất Kim Thanh. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên cổng thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ halongcity.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.